Theo kết quả mới nhất của Lancet về tiến độ thực hiện mục tiêu tiêu diệt bệnh lao của Ấn Độ, thì khả năng Ấn Độ sẽ không đạt được mục tiêu này vào năm 2025, bởi hiện tại đã phát hiện rất nhiều trường hợp kháng thuốc tại Ấn Độ. Theo các chuyên gia, thể kháng thuốc MDR-TB của những trường hợp nhiễm bệnh lao này xảy ra là do việc lây nhiễm từ người sang người. Bởi vì căn bệnh này mà tôi không thể có con được, không có con tôi thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, tôi rất buồn và thấy tương lai tăm tối. Báo cáo mới nhất của tạp chí nghiên cứu bệnh lây nhiễm của Lancet cho biết Ấn Độ nên sẵn sàng đối phó với những trường hợp lây nhiễm từ người sang người với căn bệnh lao này bởi nó đang khiến cho các trường hợp kháng thuốc ngày càng gia tăng. Nhiều chuyên gia y tế khác cũng đồng tình với kết quả nghiên cứu trên của Lancet và cho rằng đây là cảnh báo cho chính phủ Ấn Độ khi họ đưa ra kế hoạch loại bỏ bệnh lao bằng việc sử dụng những loại thuốc mới trong từ nay tới năm 2025. Từ sau độc lập, chúng tôi đã có chương trình kiểm soát bệnh lao. Mỗi năm, Ấn Độ có hơn 2 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Con số này ngày càng gia tăng, chứng tỏ rằng chính phủ không có khả năng giải quyết vấn đề này. Khi chúng ta không giải quyết được vấn đề và chỉ cung cấp được liệu pháp không đầy đủ, các trường hợp kháng thuốc xuất hiện. Liệu Ấn Độ có phải là nơi sản sinh ra trường hợp kháng thuốc của thế giới hay không? Dù cho các loại thuốc mới có tác dụng hay không thì tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy bệnh lao lan rộng trong những điều kiện sống mất vệ sinh, đặc biệt là ở những khu vực nghèo. Hiện Ấn Độ đang chịu sức ép từ quốc tế do chưa giải quyết được bệnh lao lan rộng. Mỗi ngày, bệnh lao cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người tại đất nước này.